tuổi 18. Mắt em ôm chầm lấy những ánh đèn, tim rộn ràng đi đến những chân trời xa. Em sẽ thấy những tòa nhà chọc trời luôn bừng sáng ở New York, hay những ánh đèn sáng trắng lấp lánh trên những cây thông ở đại lộ Champs-Élysées. Em có quên không, ánh đèn phòng ba mẹ vẫn sáng mỗi tối em thức trắng nộp đơn. Nắng Sài Gòn chói chang mỗi lúc em muốn gục ngã. 18 em ơi, đèn không làm nên ánh sáng. Khi xưa, trái tim khao khát ánh sáng của Edison đã làm nên ngọn đèn. Khi tôi dạy các em khiếm thị, chị ơi, em chỉ thấy mờ mờ thôi. Sờ tay vào màn hình máy tính, ánh sáng không trước mắt các em, nhưng luôn trong trái tim nghị lực. Đèn có thể tắt khi trước mắt em là bóng tối, là những lúc sao chỉ có một mình em, là những lúc ngay cả những đốm sáng xanh trên màn hình Facebook chat cũng không đem lại ánh sáng. Những lúc mỏi mệt, ngủ ngoan em ơi, là trong mơ đi tìm lại ánh sáng từ trái tim mình. Và nếu vẫn chưa tìm được, em hãy tiếp tục đi. Để rồi trên những chặng đường lái xe xuyên nước Mỹ, em sẽ thấy bình minh luôn trở lại sau những đêm dài. Mẹ sẽ luôn không ngừng lo lắng, con có chắc con làm nổi không? Sợ em bị lừa lọc cuộc sống nhiều đa đoan, nhưng tôi biết, em biết, chẳng có chặng đường nào đáng đi lại ngắn cả. Và ngày mai mặt trời sẽ tỏa sáng. Xã hội lên án 9x vội vã không ước mơ, nhưng đằng sau những bốc đồng, tôi biết, em biết, đèn không làm nên ánh sáng, mà ánh sáng đến từ trái tim em. Trong nhà hát Hòa Bình ngày hôm nay đã có những người anh, người chị đã từng động viên tôi trực tiếp và gián tiếp trên con đường tôi đi tìm ánh sáng của mình. Cảm ơn chị Diệu Hương, chị Hằng, anh Việt và anh Khoa. Ca sĩ người Hawaii, Israel, người đã hát bài hát Somewhere Over the Rainbow mà chúng ta nghe vào đầu buổi xe nốt ngày hôm nay, đã qua đời lúc anh 39 tuổi. Khi anh còn sống, bởi vì một căn bệnh nan y, anh luôn có một thân hình cồng kềnh, nhưng ánh sáng của anh đã lan tỏa đến muôn vàn trái tim, muôn vàn thế hệ. Bố luôn nói với tôi, con phải sống như mẹ. Để làm sao khi tôi không còn ở đây, ánh sáng vẫn lan tỏa. Để làm được điều đó, tôi không những phải đi tìm ánh sáng của mình, mà còn phải giúp thắp cho nhiều ánh sáng khác nữa. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp ở Yola đã giúp cho nhiều ánh sáng lan tỏa. Một lời nhắn cho các bạn học sinh ngày hôm nay: hôm nay các bạn tỏa sáng, ngày mai tôi hy vọng các bạn sẽ giúp thắp một ánh sáng khác, để chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng bình minh.